hai cho anh em mà chị ở lớp mình nhà tự lũ anh chị ta video bán là ba đêm anh em for last sale rùa mini, và tất nhiên giá của nó cũng rất là mini. Nếu như các bạn sẽ rất khó kiếm một ạc tương tự như vậy. Hơi đáng tiếc một tí ạc này tháng này lại không được full mèo, còn các tháng trước đều là full mèo hết. Ạc này chính là tay mình nạp lên VIP đấy các bạn ạ, lên VIP 7. Đấy, rất là buồn nhưng mà phải chia tay bạn LT mình. Hy vọng bạn ấy sẽ quay trở lại ở một xe vừa nào đó. Team rùa chuẩn với hạt nhân là E-Stake và Limeless. Này, S72 các bạn nhé. Này, tung nữa đúng không? Đấy, các võ sĩ ở trạng thái gọi là chủ lực thì bao gồm thần bài là S-Max, Athena, Từ Môn và Xion. Đấy, quá ổn đúng không các bạn? Về cơ bản thì đây là cái team đánh thua vi tốt nhất hiện nay. Các bạn ấy không tìm được team nào mà đánh thua vi tốt hơn đâu. Đấy. S72 cũng rất là mới, chưa có gì nhiều cả. Đấy, hồ được làm chỉ có một cái thôi. Đấy, các bạn check nhanh nhé. Giá có 800k, quá rẻ. 292.000 thần bài con quan trọng nhất, S-Max rồi. Tương lai thì định hướng thì mình thấy gần nhất là các bạn sẽ phải lấy cho mình con Mizuchi. Đấy. Vai thì để vòng 2 đi. Ráp có lẽ không cần thiết. Vai để vòng 2. Major thay tung. Đấy, vai và Major thay tung. Còn Mizuchi không cần S-Max đâu. Mizuchi thay cho Stick, thậm chí đợi Mizuchi vòng 2 cũng được. Đấy là định hướng của mình cho lại các bạn nhé. Đấy, bạn nào mua thì liên hệ với mình theo số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả video. Chẳng biết check cái gì đâu. Đấy, check thêm cái này thôi. Đây không quan trọng nữa rồi đúng không? Tốt đầu trường, tốt 4 ít. Đấy, không online. Online được thì tất nhiên các bạn sẽ có cơ hội đánh vào tốt bãi. Thần bài em mắc vẫn kinh nhau, đặc biệt trong team rùa. Chém bay rap luôn. Ừ, đúng không? Nó nhìn mình biết mà. Rồi, bạn nào mua thì liên hệ mình nhớ số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả video.